Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, các bộ ngành liên quan tập trung ưu tiên các nguồn lực để chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang các nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện công tác quản lý nuôi chim yến, giám sát, đánh giá, bảo đảm các yêu cầu xuất khẩu còn gặp khó khăn. Việc đàm phán hướng dẫn, hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm tổ yến còn nhiều hạn chế, chưa có cơ sở được chấp nhận và cấp phép xuất khẩu các sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc theo nghị định thư có hiệu lực từ ngày 9 tháng 11 năm 2022. Xuất khẩu thủy sản trong tháng 5 năm 2023 đạt trên 808 triệu đô la Mỹ, đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay, đã cho thấy tín hiệu thị trường đang dần tốt lên. Xuất khẩu các mặt hàng thủy sản chính trong năm tháng đầu năm 2023 đều giảm từ 10 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cá tra giảm sâu nhất 40% khi chỉ đạt kim ngạch 730 triệu đô la Mỹ; tôm giảm 34%; cá ngừ giảm 31%; mực bạch tuộc giảm 12%. Tuy nhiên, có một số loại cá biển ghi nhận tăng trưởng dương như cá cơm tăng 53%; cá nục tăng 14%; cá chỉ vàng tăng 20%. Thưa quý vị, thống kê từ Tổng cục Hải quan trong 5 tháng đầu năm 2023, nước ta xuất bán gần 131,5 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 406,5 triệu đô la Mỹ, tức là giảm 11,6% về lượng và giảm 33,2% về giá trị so với cùng kỳ của năm 2022. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 5 năm 2023 đạt 3.106 đô la Mỹ một tấn, giảm 1,6% so với tháng 4 năm 2023 và giảm 31% so với tháng 5 năm 2022. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, giá xuất khẩu bình quân mặt hàng được ví như vàng đen của Việt Nam chỉ đạt 3.092 đô la Mỹ một tấn, giảm 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm tháng năm 2023, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường chủ lực, ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam gồm Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ, Đức, Hà Lan đều giảm từ 34,2% đến 57,4%. tôi quý vị khán giả, giá lợn hơi ngày hôm nay đã đi ngang so với cuối tuần trước và đang ổn định quanh mức là 59.000 đồng đến 60.000 đồng một kỳ. Cụ thể tại miền Bắc, giá thịt lợn hơi hôm nay khoảng 60.000 đồng đến 63.000 đồng một kg, cao nhất cả nước. Khu vực miền Trung Tây Nguyên có mức giá thấp hơn, từ 58.000 đến 62.000 đồng một kg. Tương tự, giá lợn tại miền Nam cũng ghi nhận ở mức thấp với mức 58.000 đồng đến 60.000 đồng một kg. Hiện nay, thị phần chăn nuôi lợn theo quy mô nông hộ đã thu hẹp dần. Nếu như trước đây, tỷ trọng chăn nuôi lợn theo quy mô nông hộ chiếm khoảng 70%, thì nay con số này giảm còn khoảng 50%. Theo một số doanh nghiệp lớn trong ngành, tỷ trọng này rất có thể sẽ giảm xuống chỉ còn 20 đến 30%. Đây là cơ hội cho chăn nuôi công nghiệp phát triển. Nhiều doanh nghiệp cũng đang tận dụng làn sóng này để giành giật thị phần nếu các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chỉ còn 30%, thì dư địa để các doanh nghiệp mở rộng thêm đàn sẽ tương đương với khoảng 10 triệu con. Thưa quý vị, EU ban hành luật chống phá rừng, trong đó đã đưa ra yêu cầu tất cả những sản phẩm xuất khẩu đặc biệt từ nông nghiệp, bao gồm cà phê, ca và đậu nành ở các nước đi vào EU phải thỏa mãn yêu cầu không phá rừng và không làm cho rừng bị suy si thoái. Theo Vicofa, thị trường châu Âu chiếm tới khoảng 40% tổng sản lượng cà phê xuất khẩu mỗi năm của Việt Nam nhiều người lo ngại với quy định mới của eu thì việc truy xuất nguồn gốc tận vườn là điểm yếu lớn nhất của ngành cà phê tuy nhiên theo tham tán nông nghiệp việt nam tại bỉ và eu những năm gần đây việt nam đang dần kiểm soát tốt nạn phá rừng lấy đất sản xuất trong đó có cà phê do đó việt nam sẽ không rơi vào nhóm nguy cơ bên cạnh đó đối với các doanh nghiệp sản xuất eu cũng phân chia theo quy mô lớn vừa và nhỏ tương ứng với tần suất kiểm tra Doanh nghiệp Việt Nam thường có quy mô vừa và nhỏ nên sẽ thuộc các nước có tần suất kiểm tra thấp và mức độ yêu cầu cũng không cao bằng các doanh nghiệp lớn đến từ các nước có tần suất kiểm tra cao. Thưa quý vị, là sau nhiều năm đầu tư cải tạo hiện trên địa bàn của tỉnh Thanh Hóa có nhiều tuyến đê ở các huyện là Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Nga Sơn bị xuống cấp và không đảm bảo an toàn, gây những nỗi lo không nhỏ về sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi mùa mưa bão đang đến gần. Tại huyện Thạch Thành, đê sông Bưởi có tổng chiều dài 37,2 km, được đánh giá là tuyến đê sung yếu, phòng lũ cho 8 xã thị trấn với hơn 50.000 người dân. Năm 2023, đoạn đê từ km không cộng 850, km không 900 trên tuyến đê tả sông Bưởi thuộc thôn Ngọc Bồ, thị trấn Kim Tân được Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành xác định là một trọng điểm đê cần được bảo vệ trong mùa mưa lũ đang tới gần. Tương tự, Tuyến đê sông Bưởi đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Lộc có tổng chiều dài hơn 17 km là tuyến đê trung ương cấp 4 có nhiệm vụ ngăn lũ sông Bưởi và sông Mã. Trong đó, tuyến đê tả sông Bưởi chạy qua địa phận hai xã Vĩnh Hưng, Vĩnh Phúc có chiều dài 6,2 km cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Trên tuyến đê từ km 16 cộng 580 km 22 cộng 821, mặt đê bị sụt lún, bong chóc, gây ra những ổ voi, ổ gà, khiến giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong công tác phòng chống thiên tai. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, các tuyến đê trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư tu bổ. Tuy nhiên, việc đầu tư chưa được đồng bộ khép kín, nên Thanh Hóa vẫn còn hơn 320 km đê chưa đảm bảo chống lũ theo cao trình thiết kế. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về thị trường nông sản. Thưa quý vị là ngày hôm nay ghi nhận giá cà phê trên thị trường thế giới giảm. Trong đó giá cà phê Arabica về mức là 164,84 đô la um, sen một bao sau khi giảm 3,17%, trong khi đó thì giá tiêu cũng duy trì đã đi xuống tại thị trường nội địa với mức dao động trong khoảng là 69.000 đến 71.500 đồng một kg. Tương tự giá cao su kỳ hạn cũng ghi nhận giảm không quá 1%. Tuần qua, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 58 đô la Mỹ. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 7 giảm 20,05 sen. Còn trong nước, giá cà phê giảm trung bình 1.500 đồng 1 kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng, Gia Lai, Con Tum lần lượt được thu mua ở mức 64.600 đồng 1 kg đến 64.800 đồng 1 kg nhỉnh hơn một giá tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá thu mua ở mức 65.100 đến 65.300 đồng một kg. So với ngày hôm qua, giá tiêu trong nước tiếp tục đà giảm 500 đồng 1 kg xuống còn khoảng 69.000 đồng đến 71.500 đồng 1 kg. Mức giá thấp nhất là 69.500 đồng 1 kg được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai. Nhìn hơn một chút là Đồng Nai với mức giá 69.500 đồng 1 kg kế đến là hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông với trung mức giá 70.000 đồng 1 kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu cũng giảm về mức tương ứng 71.000 đồng 1 kg và 71.500 đồng 1 kg. Đây là hai địa phương có giá thu mua tiêu cao nhất nước thời điểm hiện tại.